Alamaz. Holmes. Ice. Holmes. Zokontar. 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 Alamaz. Holmes. Alamaz. Alamaz. Donna E. Rogan. Donna E. Zirkontar. Tag là cầm AC và bên đó, bên kia là xe phe pan. Một map đấu mà bên kia là cầm hai con rất tuyển trong cái map là này, xe mà pan. Đây là màn hình máy của Alonso. Cầm baby lon. Đây là màn hình máy Exilian của Simac. Đã tìm thấy bài quả phụ của mình. Một bài có lẽ là sẽ khung được nhà từ hướng 6 giờ lên đây. Cần vài chiếc nhà bè. Vâng, có voi này. Không biết là đôi voi không. Bầy hươu đầu chỉ có 4 con thôi. Nhà rất kín. Từ hướng 6 giờ lên 3 giờ. Bắt đầu cắt những con nông dân ra đây để câu con voi về nhà chính của mình. Hai e sẽ kín giữa cái khe rừng này. Sau đấy, sau khi câu con voi này về sẽ lùa tiếp 4 con hươu kia về nhà chính của mình thôi. Người yêu đầu chỉ có 4 con thôi. Chỉ mang rất chủ động bò luôn cái hai hàng e vào đấy luôn. Vâng, chào anh Tuấn Lê. Chào tất cả anh em. Cảm ơn tất cả anh em đã vào đây để ủng hộ cho hai game thủ chúng ta trong buổi thi đấu ngày hôm nay. Rất mong anh em sẽ ủng hộ hai game thủ bằng những lượt like và những lượt chia sẻ của mình. Xem Alonso nào. Alonso có thêm một cho mình một con voi nữa. Vậy mà Alonso đang hai voi và một bầy hươu. Phải là ba voi mới đúng. Bên này Alonso đang có cho mình hai con xe giò đi dò nhà bên kia. Cũng đã thấy một bãi quả phụ rồi. Một bãi quả phụ có thể nói là rất xa nhà chính của mình. Đang cầu những con voi của mình về với nhà chính. Bài mà không có đùa lùi về. Ăn cái bầy hươu đầu với chiếc S đầu tiên của mình thôi. Và thật nào, đưa con voi này về với nhà chính của mình. Một hit. Rồi, về. Cẩn thận nhá. Cẩn thận. Vâng, con voi đã nằm nhà chính rồi. Không sao cả. Hai hit. Ý đi thôi. Vâng, bãi quả phụ này không bị ăn chanh. Xuống rất xa. Cầu tiếp những con voi của mình về với nhà chính. Nào, kích đời. 81 với 25 nông dân. Đây là màn hình máy của game thủ Simang. Simang một trận có hai bãi quả phụ. Trận thi đấu này một bài có thể khung được nhà của mình lại. Rất nhiều cánh rừng bao bọc quanh nhà của mình. Alonso báo về là bên kia cạnh với nhà màu 6 cũng đã bầu cắt những con nông dân lên đây ăn chanh cái bãi quả. Bãi quả phụ của game thủ Alonso. Họ đã bầu xả bầy hươu. Chứ không phải ăn chanh, cái kia là con xe giò họ bắt thôi. Màu 6 U98, trận này cầm pan. Cầm pan, họ cũng đã có xe giò đến nhà của game thủ Alonso rồi, họ sẽ biết nhà Alonso ở đây. Và xác định nhà cánh bên kia, Simang sẽ cùng cánh với Văn Hưởng. Cầm xiềng. Xiềng lên đời thôi. Ban hình như báo về, Alonso báo về bên kia có một nhà chết một dân. Bắt đầu thiết kế những nhà điều kiện của mình. Một bài sẽ kích trong 10. 10 bao nhiêu đây? 13-5, 14-10 rồi. Với 25 nông dân, bài kích rất sớm thôi. Đang cố gắng khung nhà của mình lại. Ngoài vẫn đang khai thác một bãi quả nữa. Một bãi quả phụ.
Thật một bài mà bên kia họ công tê chéo sang đây. Con giò thiếu một chút nữa để tăng luôn chiếc L2 dành cho game thủ Alonso. Con giò sắp lên cái công của mình rồi. Nhà của game thủ U98 đây. Ô, giò lối một con voi này. Ở đây còn hai con dân thôi. Họ đã giật dân về nhà chính của mình rồi. Một chút nữa sẽ có con có một tơn giáp dành cho con giò này. Cố thủ dân lại vâng, rất nhanh chóng. Một chút nữa thôi đã ăn được hai dân của game thủ U98. U98 cũng đã phát hiện ra đây, không biết con giò của họ có công giáp đầy đủ không hay là có công thôi. Cẩn thận nào. Cẩn thận, báo về là T đang công sang nhà của Alonso. Bên kia như con giò cũng đã công giáp đầy đủ rồi. Con T đã đến đây. Rất may là chúng ta đã lên đời. Bên kia nhà của U98 dò lối một con voi trận thi đấu này. T kìa, một thôi. Cẩn thận. Vâng, một T một dò luôn dành cho game thủ U98 và Văn Hưởng. Và bên kia con T có giáp luôn. Ăn được con T rồi. Con dò còn một máu thôi, như đã sang nhà của game thủ Simac. Và con lạc đà của họ rất thính thả luôn vào cái máy văn hoàng của mình. Đang bị sắp có bánh xe rồi. Én thôi. Én thôi nào. Xi măng có lẽ cũng đã bắt đầu không được nhà. Bên kia họ bắt đầu có tên cung cờ đầu tiên. Bài của chúng ta lực rất khỏe sau khi ăn hai bánh quả phụ. Xi măng đang mang ra cho mình những chiếc ruộng. Quay cho mình những chiếc ruộng ở quanh nhà chính của mình. Đã ăn hết hai bánh quả phụ rồi. Giật những con nông dân về nhà chính. Một bài đánh 5 ma dành cho game thủ Simac. Cẩn thận. Bên kia chỉ một bài pan đánh 1 L thôi. Họ sẽ tạt sang đây một con lạc đà pan. Bên này cần kìa. Hút luôn con giò một máu thôi. Và bên này thì game thủ Xiang chỉ đánh với 3 A thôi sao. 3 A thì sẽ chết với game thủ Simac lần đấu này. Xi măng vụt luôn con chém này. Sợ à. Bên này Xiang chỉ đánh với 3 thôi. 3 đối đầu với 5 ma của Xi măng sao. Đồng dân lên và khởi nghĩa luôn. Cẩn thận con này. Lại có thêm một con lạc đà nữa. Cứ quấy thôi. Quấy đi. Nào, đây có thêm những con lạc đà của game thủ Alonso ở đây. Tiếp sức. Bắt nốt con chém này. Con lạc đà này của game thủ U98 đã. Họ đang làm mất tay game thủ Xi măng một chút. Ăn được rất nhiều cung lờ của game thủ Văn Đường kia. Họ đang cầm dân và vụt những con lạc đà công giáp đầy đủ sao. Một pha phẩy e của game thủ Xi măng nhưng mà cũng bắt được hai con lạc đà kia. Hai con lạc đà bàn đang chạy rất nhanh. Bố boy lại nào. Họ đang cố làm mất tay game thủ Xi măng. Xi măng bắt nốt được lạc đà này đã. Ba con lạc đà của game thủ. Bên này thì sang chắc chắn sẽ yếu hơn game thủ Xi măng. Vài chiếc e bò lại nốt nhà mình là xong rồi. Đây là game thủ Xi măng tạt sang đây, hình như pan chưa có bánh xe sao. Có bánh xe rồi, cả game thủ Alonso cũng sang đây luôn bởi hai ba con lạc đà. Bắt luôn vài con lạc đà này của game thủ U98 nào. Bắt luôn, có bốn con lạc đà của game thủ U98 thôi. Đây là hết đường đi dành cho game thủ U98. Bắt chọn 2-3 con lạc đà này của game thủ U98 rồi. Hết lạc đà. Rồi, bắt được rồi. Bên kia thì Văn Hưởng cũng đã mất rất nhiều quân và dân. Cầm xe. Bên họ vẫn ra được lạc đà đều này. Thì khuẩy cho mình vài chiếc ruộng. Mang xe trận thi đấu này. Và chúng ta là Babylon và Acidian. Nhưng mà bài Acidian của game thủ Xi măng đang chơi rất hay rồi. Bên kia họ một vài xe chỉ đánh với 3 thôi. Chúng ta đang đứng trên dốc. Họ có muốn đấu không? Ở đây có thêm cả Alonso nữa. Bấm luôn. Đi sai dành cho Văn Hưởng. Hay. Tỷ số là 1-0. 1 đều trong trận đấu thứ 4 này. Bàn xe này. Đang thua 1-0. Rồi một trận thi đấu đánh cung R AC rất hay của game thủ Xi măng.
Bên này thì game thủ U98 dò lối vòi. Một con vòi.